Thì chào mọi người, hôm nay nha, chào mình đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ review cây nắp ấm. Hôm nay mình sẽ review ba cây nắp ấm mình mới mua về, rất là đẹp cũng như là rất là tốt. Thì thứ nhất mình sẽ review những cái cây khủng luôn nha, tại vì lần này mình có những cái cây rất là đẹp. Chứ bây giờ đi, mình sẽ bắt đầu review luôn. Thứ nhất, đây là nắp ấm Gracilis Variegated. Gracilis Variegated, đây thì cây ấm này là cây ấm đột biến. Variegated là một cái loại đột biến mà nó gây ra một cây có lá 2-3 màu. Thì lần này Gracilis Variegated của mình thì rất là đẹp nha. Những cái lá cũ đến mấy cái lá mới. Mấy lá cũ thì nó có vàng, đỏ với trắng. Còn mấy cái lá mà nó chuyển sang màu mới á, thì nó sẽ đỏ với trắng luôn nha mọi người. Ấm Variegated rất là đẹp. Đây là một cái ấm. Thì mọi người coi nha. Thì thứ nhất là mình có một cái chồi, thì mình có thể cho mọi người coi cái chồi nhìn như thế nào. Thì cái ấm này đặc biệt là tại vì lá nhiều màu nha mọi người. Đó. Còn đây là những cái ấm mới. Ấm thì nó cũng gần giống như loại ấm cũ nha. Còn tiếp tục, đây là loại Mirabilis Cambodiana. Mirabilis Cambodiana là một cây rất là đẹp, tại vì nó mọc tự nhiên ở Việt Nam. Cả hai loại, đây là Mirabilis Live Cambodiana, và cả hai loại này đều mọc tự nhiên ở Việt Nam. Thường là mọi người sẽ thấy những cái cây Mirabilis với Cambodiana ở đồng bằng duyên hải miền Trung, và thường là những chỗ như là Đà Lạt luôn nha mọi người. Thì cây này cũng đặc điểm rất là đẹp là cái ấm. Ấm thì cỡ to nhất cũng khoảng hơn cái này một tí xíu thôi. Nhưng mà cái điều nó làm nó đẹp là không biết sao lá nó đỏ như vậy. Thì cây này nó cũng tùy thôi. Giá thì cây này cũng bình thường, khoảng 50 ngàn là rẻ nhất. Cũng như là cây Variegated Gracilis thì cây này giá thì cũng không có quá khủng, thường là 100 đến 200 ngàn cũng đã có một cái cây như vậy rồi. Rồi bây giờ là đến cái cây khủng nhất luôn nha mọi người. Đây là cây nắp ấm rồng mập Forelli Truncata. Thì thường là sẽ có cái này từ 250 đến 500 ngàn. Đó là giá một trung bình cho mấy cái cây cỡ này. Thì Forelli Truncata thì nó rất là đẹp nha mọi người. Thứ nhất là đây là ấm. Ấm độc cũ nhất, dù nó đã khô phần nắp rồi nhưng mà nó vẫn rất là vững chãi và rất là đẹp. Một đặc điểm về cây Truncata là nó rất là cứng nha mọi người. Cũng như là đây là cây thì ấm mới nhất, nó đã bung rồi, còn đây là ấm chưa bung. Chậu cũng khá là to. Cây này thì hiện tại nó đang ra một hiện tượng nhảy lá nha mọi người. Ấm mới nó rất là đẹp, cũng như là lá nó cũng sẽ to. Thường là mình phải nghĩ rằng là cái ấm nó phải ít nhất hơn cái cũ nè. Còn hiện tượng nhảy lá như vậy chứng minh đó, là lần này ấm nó sẽ to rất là nhiều. Để mình đo cái ấm cho mọi người coi nha. Ấm này khoảng 3 đến 4 xăng gì đó. Chắc chắn ấm tiếp theo là 5 đến 7 cm nè. Thì nếu mọi người không biết thì loại này có thể lớn rất là nhanh, xuyên ra ấm, cũng như là nuôi thì tốc độ khó thì là trung bình thôi nha. Hai cây này là nuôi rất là dễ. Và thật ra nếu biết nuôi rồi á thì ấm to nó cũng có thể to lắm. Có thể cả to đến 10 cm nha mọi người. Cái ấm 10 cm. 10 cm. Đó. Rồi.
Thì chuyên mục review cây nắp ống của mình đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Và chào tạm biệt.